Wat chmọ niem wat mạchum ma riem troi tum cha. Mạchum ma riem troi tum troi tum. Troi tum sak ka. Cha 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 troi tum cha. Ha nha cha cha. Wat mạchum ma riem troi tum cha. Cha. Chùa trôi tâm chấp chát thôi đậu nữa nha, đậu đây đi, đậu tay về chụp tay chỗ bóng mát đậu không đâu. Quạt này là tới giờ làm bánh cho xe mã ơi, sắp tới Khánh Thành là mới làm. Để coi coi hỏi đi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thôn Nữ Khmer nha. Em lại dẫn cả nhà tiếp tục đi tham quan một ngôi chùa khác ở Sóc Trăng. Chùa này em đi xe ngang em thấy chùa đẹp quá trời luôn, em ghé vô quay cho cả nhà xem một chút xíu ha. Chùa mới làm. Chùa màu cam cả nhà. Cổng màu cam với màu hồng. Có mấy chú đang cà sơn kìa. Quá trời chùa đẹp à. Ở Sóc Trăng có nhiều chùa đẹp lắm á cả nhà. Chùa rộng bự bự. Wow. Đẹp quá cả nhà ha. Tháp cao nghi ngút luôn à. Em không biết đọc chữ Khmer cả nhà. Để em đi ra ngoài cổng em kiếm coi tên gì. Hồi nãy em đi vô, em chạy xe vô thấy nhưng mà đọc chưa có ra đúng cái tên chùa. Đây coi. Cổng này có để không? Ở phía trước ngoài lộ này cả nhà. Hàng rào chánh điện chùa đẹp quá cả nhà ha. Cổng bên đây nó không có để tên chùa. Những bức phù điêu rất là đặc trưng của chùa Khmer Nam Bộ này cả nhà. Ui da, nắng. Mọi thứ còn rất là mới luôn. Em đi qua bên đây em quay cho cả nhà xem tên chùa ha. Cả nhà nếu mà mình có dịp mình ghé qua đây mình tham quan, khi mà chùa làm xong là sẽ có lễ khánh thành chùa. Đây là chánh điện chính à. Đây là tên chùa này cả nhà. Chùa Troi Tum Chas. Đó, chữ Khmer trên đó đó cả nhà. Rồi, đi vô tiếp cho cả nhà xem. Ôi trời, rộng quá trời luôn. Đa số là chùa Khmer có khuôn viên rất là rộng ha. Rộng hơn chùa Việt ha cả nhà. Cây cối xung quanh chùa rất là mát. Chùa mới đẹp. Để đi lên chỗ này cho cả nhà xem. Màu vàng, màu cam với màu hồng. Chùa làm mới cho nên nhìn màu sơn đẹp, trời đẹp.
anh tài xế em đi ra rồi đó. Đi lên khuôn viên chùa Chánh Điện nè cả nhà. Wow, mới nhìn đẹp quá. Ở đây là ở phía sau nè. Phía sau có cột cờ, có mấy quán nước bán nước mía, có mấy ghế để cho sư với Phật tử đồ vô ngồi á. Xung quanh chánh điện này. Đây cả nhà em ở đây rồi nè. Một tháng nữa, tháng gửi nó. Tháng gửi nó xong rồi hả? Tháng gửi nó ăn tinh tịnh, đi vô trong chùa xây đẹp lắm. Đẹp. Chỗ, kìa chỗ bên Đức Phật, ông Phật xuống đi giảng pháp cho mẹ nghe đó. Cái này làm gì? Đừng làm này đẹp. Bác đạo Sư Mạ. Bác đạo Sư Mạ. Lên trên trời đi giảng pháp cho mẹ. Chùa này là ốp gạch hiện đại rồi. Mát quá trời ở trong này. Wow. Ở trên trần hoa văn điêu khắc rất là đặc trưng luôn. Cái này là làm cái hố mà để tới lễ khánh thành người ta để tiền ở dưới nè cả nhà. Cái này là hố để tiền vô khánh thành đó mẹ. Đặt ý hố là để tiền, để cái đầu Sư Mạ nó nâng đậu Sư Mạ. Đậu Sư Mạ thì là để tiền á. À 200 cúng cái sự cúng dường mà cần biết phải không? Một vé cúng một cúng rẻ cái thôi mạnh tổ ấy nó tao phải tiền trả đi mạnh được cá ơi. Mình tối chưa có rạ. Tinh thiệt rộng xí mà. Đẹp quá. Mát quá trời luôn, ốp gạch. Con ông đi đi tới nước Nam đi. Dạ. Đi lên nước Nam rồi ông đi đi. Cái mẹ anh hai sách mà rồi xin nó lỗi mà rồi đợi con nó thay thế thì cứ quan nghĩa này là tập quân ca thể mấy à qua tập quân ca thể mấy hơi này thấy phải thay khí à bảy tập quân mười rồi đó tập quân tập ram mười rồi thể mấy
Mẹ tên chùa Khmer là đọc sao sư? À wat chmọ niem wat Mechum Mariam Troy Tum cha. Mechum Mariam Troy Tum Troy Tum. Troy Tum sắc à. Cha. Troy Tum cha. À cha cha. Mechum Mariam Troy Tum cha. Cha. Nên là chẳng đợi khánh thành là khi nào nè lục à, khánh thành nhằm ngày ngày 23 24 25 tháng 2 năm 2004. Dạ. Nhằm ngày 14, 15, 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Dạ. Để con đăng lên để mọi người ghé vô đây chơi. Dạ. Còn đúng cái nào mỗi miền á mà hoặc là chỉ dính mỏ. Đó là đang làm ở ngoài đó là cũng chắc để chuẩn bị cho lễ khánh thành á. Mình đi ra đi về hướng này đi. Mẹ đi đâu đi về? Đi về về cả nhà ơi. Con đi rồi. Rồi tôi xuống về. Ở phía sau có bán nước bán gì đồ nữa. Ơi. Trời ơi hải hư quá. Nồi tam tam mà rồi chết hết. Thế thôi đừng mà rồi mẹ có đường có kiếm. Thì nó con cơ mẹ nó thì mẹ cũng ha sắp ở mẹ đó. Trời ơi tức chắc tung chắc đây hoa văn giống chùa chén kiểu cả nhà. Đẹp quá cả nhà ha. Này màu hồng em không biết xong chưa nữa. Màu hồng em mới thấy, đa số em thấy màu cam. Màu đỏ là nhiều. Đây là các vị thần rắn Naga nè cả nhà. Mấy ly cà phê này do mấy anh thợ uống tí, tao uống xong người ta dọn dẹp sao á. Này là xung quanh chánh điện luôn đó nha. Có mấy tòa tháp. Mấy tòa tháp nè. Xung quanh kia là có bán nước giải khát, nước mía, ghế đồ cho khách ngồi uống. Người ta làm ở trong chùa nè, xây dựng chùa. Wow, đẹp quá. Dạ chú. Dạ con quay rồi. Chú cho con hỏi đường này là đường gì á chú? Chùa này ở đâu chú? Này, chùa Trà Tim. Ủa? Trà Tim. Ừ, chùa Trà Tim. À con đọc chữ cái mẹ ở ngoài tuôn tơ luôn thôi. Ừ, thì đó cái tên đó mình nghĩ là chùa Trà Tim xưa giờ. À, chùa Trà Tim. Tim là trái chết té tim đó chú. Dạ, là ở chỗ này là ở đường gì Sóc Trăng chú? Này, ở này tại thành phố luôn. Ngay thành phố Sóc Trăng. Dạ. Để đi nhưng mà đi về thẳng là Bạc Liêu Cà Mau. Dạ. Đi thẳng luôn. Dạ. Qua dạ. Ra thì ra chợ lớn ra thành phố ra trung tâm luôn. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ chào chú. Dạ. Chùa Trà Tim. Nếu mà mình nói chữ chùa Trà Tim á thì sẽ nghe dễ nhớ hơn. Còn tên chùa mà tên Khmer hơi khó đọc quá cả nhà. Bây giờ em ra về em đi quay chùa khác nữa. Cả nhà nhớ cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nhé nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Đó, này đi ra này ở đường Trần Hưng Đạo nè cả nhà.